Trước cuộc họp quan trọng về vấn đề viện trợ quốc phòng cho Ukraine vào ngày 20 tháng 1, Kiev và các đồng minh tăng cường áp lực đối với Đức để chính phủ nước này đồng ý giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Trong khi tại Đức, chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz còn nhiều lý do để do dự. Vấn đề giao các xe tăng hạng nặng cho Ukraine dự kiến là một trong những chủ đề chính phiên họp thứ ba nhóm tiếp xúc về quốc phòng của Ukraine diễn ra vào ngày 20 tháng 1 tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Cuộc họp cấp cao này được tổ chức theo sáng kiến của Mỹ, quy tụ khoảng 50 nước, tổ chức trong bối cảnh của xung đột Nga-Ukraine vẫn căng thẳng. Trong những tuần qua, các nước thành viên khối NATO bắt đầu huy động để gửi cho Ukraine các loại vũ khí tấn công mà cho đến giờ họ vẫn từ chối cung cấp vì ngại khiêu khích Moscow. Đầu tháng 1, Pháp đã trở thành cường quốc đầu tiên trên thế giới đáp ứng những lời kêu gọi lặp đi lặp lại của Kiev để được cấp các loại xe tăng bọc thép chiến đấu hạng nhẹ. Theo sau Pháp, Mỹ và Đức đã lần lượt thông báo cung cấp khoảng 50 xe bọc thép chiến đấu loại Bradley và 50 xe loại Marder. Cuối tuần này, Anh hứa chuyển một đại đội gồm 14 xe tăng loại Challenger 2 cho Ukraine. Như vậy là Anh đã trở thành cường quốc phương Tây đầu tiên quyết định gửi xe tăng chủ lực cho Kiev. Thông báo của London càng làm gia tăng áp lực cho Berlin, là quốc gia chế tạo xe tăng Leopard 2 được trang bị phổ biến ở châu Âu. Đức đến giờ vẫn chưa đồng ý giao cho Ukraine loại xe tăng này dù chịu nhiều áp lực. Chúng tôi đang chờ quyết định từ châu Âu để kích hoạt hoạt động hợp tác với xe tăng. Tôi tin rằng sức mạnh của giới lãnh đạo Đức sẽ không thay đổi. Leopard 2 đang được quân đội 13 nước châu Âu sử dụng. Do vậy, phương Tây cho rằng việc viện trợ Leopard 2 cho Ukraine đem lại nhiều lợi thế về mặt hậu cần. Tuy nhiên đến giờ, chính phủ Đức vẫn ngần ngại, sợ bị nhìn nhận là tham gia leo thang quân sự và có thể bị Nga coi là khiêu khích. Thủ tướng Olaf Scholz đã bị các đồng minh chỉ trích vì điều này, nhưng ông có nhiều lý do để do dự. Một cuộc thăm dò dư luận trên mạng truyền thông ARD cho thấy người Đức chia rẽ về vấn đề này với 46% ủng hộ và 43% phản đối. Sự chia rẽ đặc biệt gay gắt ngay trong Đảng Dân Chủ Xã hội của chính Thủ tướng Scholz. Thủ tướng Đức lo sợ nguy cơ chiến tranh hạt nhân, lo sợ rằng Đức có thể là mục tiêu của điều đó. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Đức nêu điều kiện chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine nếu Mỹ cũng gửi xe tăng Abrahams, dù Washington cho biết chưa phù hợp để chuyển giao lại xe tăng chủ lực này cho Ukraine. Tuy nhiên, tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm nay phủ nhận thông tin này. Một số nước như Tây Ban Nha hay Ba Lan đã đề xuất cung cấp trực tiếp cho Ukraine một số lượng xe tăng Leopard của mình. Việc này cần có sự đồng ý của Berlin. Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ Đức ngày 19 tháng 1 cho biết, nước này vẫn chưa nhận được yêu cầu từ bất kỳ quốc gia nào về việc cho phép tái xuất khẩu xe tăng Leopard do Đức sản xuất sang Ukraine. Giữa lúc này, Đức tiếp tục đối mặt với áp lực ngày càng lớn của các đồng minh và phải sớm đưa ra quyết định. Bất chấp những sức ép đó, một số chuyên gia dự đoán Đức sẽ gia tăng hỗ trợ Ukraine dưới nhiều hình thức, nhưng có lẽ sẽ không ở dưới dạng các xe tăng như Kyiv mong chờ. Ukraine tuyên bố bắn cháy 3 xe tăng, hạ 770 binh sĩ Nga trong một ngày. Trong một thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 20 tháng 1, Ukraine tuyên bố quân đội Nga đã gặp phải nhiều tổn thất trong vòng 24 giờ qua. Sáng ngày 20 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố kết quả tác chiến của quân đội nước này trong vòng 24 giờ qua. Theo đó, bộ binh không quân và pháo binh Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công hiệp đồng binh chủng nhằm vào một số tập trung quân, kho vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga. Các cuộc tấn công trên đã loại khỏi dòng chiến đấu 3 xe tăng, 6 xe bọc thép chở quân, 7 tổ hợp lựu pháo, 40 bay không người lái UAV, 7 phương tiện quân sự cùng 770 binh sĩ Nga. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã phát hủy ít nhất 3 cứ điểm chỉ huy cùng một kho đạn của các lực lượng thân Nga tại khu vực Donbass ở miền đông nước này. Máy bay chiến đấu của không quân Ukraine cũng tích cực tham gia các hoạt động phản công khi xuất kích và tấn công các mục tiêu quân sự của Nga 7 lần trong vòng 24 giờ qua. Lực lượng phòng không Ukraine cũng tuyên bố đã bắn rơi 3 UAV cảm tử Lancet 3 đời mới của Moscow. Trong khi đó, giới chức quốc phòng Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành nhiều cuộc đột kích tại ít nhất 16 khu định cư ở các vùng Ly Khai Lugansk và Zaporizhia. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ của Ukraine vẫn nỗ lực giữ vững trận địa và để lùi tất cả những nỗ lực đột kích này. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Tin xấu cho phương Tây khi dự kiến nguy hiểm nhất của Nga đã sẵn sàng Nga đã phát triển một hệ thống chiến đấu mới khiến phương Tây vô cùng lo sợ, nhà báo người Mỹ Rohan Barakat đưa ra ý kiến nói trên. Cách đây ít lâu, Nga tuyên bố đã hoàn thành việc sản xuất lô đầu tiên đối với những phương tiện tác chiến không người lái dưới nước mang tên Poseidon. Chúng sẽ được chuyển giao cho tàu ngầm chuyên dụng Benghorod. Theo nhà báo Rohan, tin tức về siêu vũ khí của Liên bang Nga đã gây được tiếng gian lớn ở các nước phương Tây. Ý kiến trên được đăng tải trong một bài viết trên tờ Latin Times. Tổng thống Nga Putin đã nhận được một siêu vũ khí đáng sợ với khả năng tạo ra sóng thần phóng xạ, nhà báo của ấn phẩm Mỹ lưu ý. Ông Johan nhấn mạnh, nhiều phương tiện truyền thông lớn của phương Tây đã mô tả hệ thống chiến đấu với nước Poseidon là loại vũ khí đáng sợ nhất do Nga tạo ra trong thời gian gần đây. Họ tin rằng phương tiện này có thể di chuyển với tốc độ hơn 200 km h và sở hữu tầm hoạt động không giới hạn. Ngư lôi hạt nhân Poseidon được thiết kế để lướt qua đại dương mà không bị phát hiện trước khi nó phát hủy mục tiêu, nhà phân tích cho biết dù khí trên được công bố chính thức vào năm 2018 khi Tổng thống Nga Putin tiết lộ sắp cho ra mắt 6 siêu vũ khí mới. Sau đó, các chuyên gia cho rằng hầu như không thể ngăn chặn và vô hiệu hóa Poseidon. Bên cạnh sức mạnh quỷ diệt, khả năng cơ động cao và độ ồn thấp là những ưu điểm lớn của nó. Ngư lôi hạt dương Poseidon có thể được Nga sử dụng để tấn công các siêu đô thị gian biển của Mỹ. Đặc biệt, ý kiến như vậy đã được bày tỏ bởi cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về an ninh quốc tế, ông Christopher Afford. Chuyên gia Rohan kết luận, theo đánh giá từ diện hải quân Hoa Kỳ vào năm ngoái, ngư lôi Poseidon sẽ là một bước tiến quan trọng của Nga trong cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Và đây có thể là tin xấu đối với phương Tây. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có không ít đánh giá cho rằng thứ vũ khí siêu đẳng của Nga không đáng sợ như quảng cáo. Đầu tiên, theo thiết kế, ngư lôi hạt nhân Poseidon sẽ mang theo đầu đạn với đương lượng nổ 100 MT đủ sức tạo sóng thần cao 500m, xóa sổ toàn bộ bờ biển nước Mỹ và còn gây ra nhiễm xạ kéo dài. Mặc dù dài con số này bị cho là quá phóng đại bởi vì đương lượng nổ như kể trên, cả bơm nhiệt hạch lớn nhất của Liên Xô, Texas Bomba cũng chỉ bằng một nửa mà thôi. Vấn đề tiếp theo gây nghi ngờ đó là theo tuyên bố của Nga thì Poseidon có tầm bắn không giới hạn, tức là có thể triển khai từ một căn cứ bí mật trong lãnh hải nước này để tăng xác suất qua mặt toàn bộ hệ thống cảnh giới của đối phương. Vậy nhưng thực tế, Poseidon lại yêu cầu phải được tích hợp vào tàu ngầm hạt nhân cỡ lớn Ben -Gorod. Dự án 09852 cho thấy tầm bắn của nó là có hạn và khả năng cao là không hề được trang bị lò phản ứng hạt nhân mini. Vấn đề nữa cần làm rõ đó là Nga cho biết vận tốc của Poseidon lên tới con số không tưởng 200 km h trong khi đó tàu ngầm hạt nhân hiện nay chỉ đạt tới con số 32 hải lý trên giờ, vận tốc của ngư lôi thông thường là 48 hải lý trên giờ. Theo giải thích của Nga, sự dĩ tốc độ của Poseidon cao đến vậy là nhờ nó được áp dụng công nghệ siêu khoan độc quyền của nước này. Ngư lôi siêu khoan nổi tiếng nhất của Nga là VA-111 Svan, có tốc độ rất nhanh nhờ bộ phận đặc biệt tạo ra bọt khí lớn bao trùm lên toàn bộ phần thân khi bơi trong nước. Như vậy, thực chất quả đạn không hề chạm vào một chút nước nào mà như đang bay trên không, tốc độ được đẩy lên cực nhanh nhờ giảm thiểu tối đa lực cản. Nhưng giới đặc trưng của vũ khí siêu khoan, ngư lôi Svan không thể thay đổi đường đi ngoài hướng thẳng tắp do bất cứ một cú đổi hướng nào cũng sẽ phá vỡ bong bóng khí ngoài ra khi bọt khí lớn bao trùm lên vật thể trong nước thì nó sẽ không sử dụng được các cảm biến để xác định mối nguy cơ như những gì Nga đang quảng cáo. Điều này rõ ràng khó chấp nhận đối với vật thể được thiết kế để vượt qua quãng đường dài hàng ngàn km dưới lòng biển như Poseidon. Tóm lại, ngư lôi hạt nhân Poseidon của Nga sẽ còn phải mất nhiều thời gian nữa để chứng minh những tính năng siêu cường của mình nhằm tạo ra sức răng đe đủ mạnh trước các đối thủ tiềm tàng. Khí đốt của Nga gần như biến mất hoàn toàn khỏi thị trường EU. Trước đây, 25% lượng khí đốt của Nga được xuất khẩu sang phương Tây, thì hiện nay tỷ lệ này đã giảm xuống còn 10% và thậm chí là 5% nếu không tính Thổ Nhĩ Kỳ. Giá khí đốt dự trữ ở thị trường Liên minh châu Âu EU đã giảm xuống dưới 600 đô la Mỹ mỗi 1.000 mét khối. Theo các chuyên gia, giá khí đốt giảm trên sàn giao dịch châu Âu do thời tiết đã ấm lên và sản lượng phong điện gia tăng hỗ trợ nguồn cung năng lượng. Nhiều khả năng mức giá trên sẽ bắt đầu tăng lại khi thời tiết trở lạnh. Nhưng điều đó đối với Nga bây giờ không còn quan trọng như một năm trước. Theo tờ Rosikaya Garista, Nga từng được hưởng lợi tối đa từ thị trường khí đốt châu Âu trong năm 2021-2022, song giờ đây nền kinh tế và ngành công nghiệp khí đốt của nước này không còn phụ thuộc vào giá dự trữ tại châu Âu. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động xuất khẩu khí đốt qua các đường ống của Nga sang châu Âu đã giảm 4,5 lần. Trước đây, 45% lượng khí đốt của đất nước này được xuất khẩu sang phương Tây, thì hiện nay tỷ lệ này đã giảm xuống còn 10% và thậm chí là 5% nếu không tính Thổ Nhĩ Kỳ do gần như đã biến mất khỏi thị trường EU, chỉ có 5% khí đốt của Nga bị tràn buộc chặt kẽ với giá dự trữ của châu Âu. Phó giám đốc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga, ông Alexei Rivat lưu ý rằng giá dầu đã ổn định hơn nhiều trong những năm gần đây. So với tình hình căng thẳng tại các trung tâm khí đốt, nơi có mức độ biến động cực kỳ cao, đây là lý do tại sao nhiều người mua một lần nữa tìm cách tiến hành các hợp đồng dựa trên giá dầu. Tuy nhiên, chuyên gia Kirill Radionov tại Diện Phát triển Công nghệ Nga tin rằng bất chấp việc giá dầu năm ngoái tăng, các khách hàng châu Âu sẽ khó quay lại với các hợp đồng dài hạn liên quan đến giá dầu. Theo người đứng đầu Trung tâm Phát triển Năng lượng Kuril Menikov, thị trường khí đốt đang trở nên toàn cầu quá hơn do ngành thương mại khí đốt tự nhiên quá lỏng ngày càng được định hướng dựa trên chỉ số trung tâm. Việc tăng giá khí đốt năm 2022 chắc chắn làm xấu đi triển vọng của khách hàng, nhưng khả năng họ quay trở lại mối liên kết hợp đồng dựa trên giá dầu có vẻ đáng nghi ngờ. Con ác chủ bài của Thổ Nhĩ Kỳ làm đau đầu giới chức NATO. Đảng Tổ quốc Thổ Nhĩ Kỳ đang dựng động nước này rút khỏi NATO, đây có thể là con ác chủ bài của Ankara trong việc mặc cả với liên minh quân sự. Là một phần của chiến dịch, các lực lượng chính trị tại Ankara có quan điểm đối lập với Mỹ, đang kêu gọi đồng bào ký tên thỉnh nguyện và tập trung tại các cuộc biểu tình chống lại tư cách thành viên của Ankara trong liên minh. Hãy rời khỏi NATO. Những câu hiệu như vậy được nhân rộng bởi lãnh đạo đảng Tổ quốc Dogu Berinset. Các nhà hoạt động đã kêu gọi đóng cửa những căn cứ quân sự của NATO, rút lại yêu cầu mua tiêm kích F-16 và cuối cùng phá vỡ thỏa thuận đưa quân nước ngoài. Trước diễn biến trên, ông Murat Sadice, Chủ tịch Hiệp hội Trung Đông Nga, giảng viên tại Trường Kinh tế Đại học Quốc gia trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bullet Expert BE đã nói rằng, theo trí nhớ của ông, những lời kêu gọi như vậy đã được nghe thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ dài lần trong nhiều năm qua. Tôi không nói rằng Đảng Tổ quốc theo chủ nghĩa dân tộc của Thổ Nhĩ Kỳ là một lực lượng có ảnh hưởng lớn. Đây là một phong trào chính trị được một bộ phận dân cư đồng tình, nhưng đó chỉ là thiểu số. Họ đối xử rất tốt với nga và ủng hộ liên minh với chúng tôi. Nhưng rất có thể Tổng thống Erdogan và đảng cầm quyền sẽ không chú ý đến lời kêu gọi này, vậy chuyên gia kết luận. Người đối thoại của tờ BE tin chắc rằng tại thời điểm này, việc Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi NATO dường như không thực tế. Chính sách của ông Erdogan trong 20 năm qua dựa trên nỗ lực cân bằng trong không gian địa chính trị nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Việc cắt đứt giới liên minh sẽ tước đi một quân cờ quan trọng của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trên bàn cờ quốc tế. Nếu 10 năm đầu khá khó khăn trong việc đảm bảo chủ quyền và thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, thì giờ đây ông Erdogan đã củng cố tốt vị thế của mình và đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại không chỉ về kinh tế mà còn cả chính trị đến mức theo đuổi mục tiêu chính sách công bằng có chủ quyền điều mà nhiều quốc gia ghen tị chuyên gia sadice nhận định nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ thậm chí còn chế ngự được nato ông erdogan khéo léo điều khiển liên minh giải quyết những trò chơi phức tạp nhất theo hướng có lợi cho mình bất chấp những bất đồng với các thành viên của khối quân sự bắc đại tây dương ankara vẫn duy trì tư cách của mình để nhận được công nghệ và khả năng quân sự cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng từ nato Ngoài ra nếu NATO đòi hỏi quá nhiều, thậm chí áp đặt các biện pháp trừng phạt, chẳng hạn như sau khi Ankara mua hệ thống S-400 của Nga, thì Tổng thống Erdogan vẫn có quân bài gây áp lực lên các lợi ích của phương Tây khi họ nắm giữ vị trí địa lý chiến lược. Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tận dụng tối đa tình hình này. Một mặt, họ truyền cảm hứng cho một niềm tin nhất định vào Nga, quốc gia mà Ankara hiện đang hợp tác rất chặt chẽ. Mặt khác, họ vẫn cân bằng với Hoa Kỳ, chuyên gia lưu ý. Giờ đây khi Washington đang cố gắng gây sức ép bằng việc cung cấp tiêm kích F-16 để đổi lấy thị thực cho Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, thì một lần nữa Ankara lại là người chiến thắng. Chuyên gia CDC tin rằng Washington cuối cùng sẽ bằng giao các máy bay chiến đấu đã hứa bởi vì áp lực lên Tổng thống Erdogan, đầy cứng rắn, sẽ gây tác dụng ngược cho chính Hoa Kỳ. Bản thân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là một vật thầy trong các trò chơi chính trị, Năm 2016, ông ấy đã biến tình hình với những người tị nạn Trung Đông thành lợi thế của mình để nhận được hỗ trợ tối đa từ Liên minh châu Âu. Giờ đây, ông Erdogan đang sử dụng tình hình với Phần Lan và Thụy Điển, làm con ác chủ bài nhằm tạo ưu thế cho mình trước cuộc bầu cử. Và sau đó, rất có thể ông ta sẽ nhận được một số nhượng bộ từ những người Scandinavia. Cuối cùng sẽ cho họ cơ hội nhận tấm vé gia nhập NATO đáng mơ ước trong khi vẫn giữ được tư cách thành viên của tổ chức này. Tôi không nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ có thể rời khỏi NATO, thay vào đó đây là một công cụ chính trị để thu hút cử tri theo đuổi chủ nghĩa dân tộc nhằm thể hiện chúng ta đủ mạnh, chúng ta có thể theo đuổi một chính sách độc lập không giống như Hy Lạp và các đối thủ khác. Nhưng đồng thời Ankara cũng nói với phương Tây, chúng tôi đang tham gia liên minh với tư cách là đội quân hùng mạnh thứ hai của khối, ý kiến của chúng tôi phải được tính đến. Chuyên gia CDC kết luận. Mỹ khuyến khích chính nước Mỹ Latin tặng vũ khí Nga cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 20 tháng 1 cho biết, Nga sẽ theo dõi sát sao những nỗ lực của Mỹ nhằm thúc giục các nước Mỹ Latin chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Đại diện Lầu Năm Góc tiết lộ Washington đang làm việc với chính quốc gia Mỹ Latin để đề nghị họ chuyển giao vũ khí hiện có của Nga cho Ukraine để lấy việc chuyển giao thiết bị của Mỹ. Trả lời câu hỏi liệu thông tin này có gây bất ngờ cho Moscow hay không, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, nói chung giờ đây thật khó để tưởng tượng còn điều gì có thể gây bất ngờ. Ông Peskov nhấn mạnh điều quan trọng là các hạn chế pháp lý đối với bất kỳ hoạt động chuyển giao nào cho các nước thứ ba. Tất nhiên, bất kỳ hoạt động chuyển giao nào cũng phải tuân theo các cam kết nhất định của những quốc gia nhận thiết bị quân sự. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ vấn đề này. Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ, Laura Richardson hôm 19 tháng 1 tuyên bố rằng Venezuela, Cuba, Nicaragua và 6 quốc gia Mỹ Latin khác có thiết bị quân sự của Nga và Washington có thể thay thế các thiết bị đó bằng vũ khí của Mỹ nếu những quốc gia này muốn chuyển giao số vũ khí Nga cho Ukraine. Trong diễn biến liên quan, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cùng ngày nói rằng chính sách của Mỹ nhằm khiến Nga chịu thất bại chiến lược về mặt quân sự đang đẩy thế giới đến bờ vực thảm họa. Khi được yêu cầu bình luận về việc Nga sử dụng những lời lẽ nguy hiểm và liều lĩnh liên quan đến vấn đề hạt nhân, đại sứ Antonov khẳng định giới lãnh đạo chính trị và quân sự ở moscow chưa từng phát biểu theo cách như vậy đại sứ antonov nói thêm rằng mỹ và các nước đồng minh đã phát động cuộc chiến tổng lực chống lại nga trên chính lãnh thổ nga theo hãng tin tass đại sứ nga cho hay washington đang thu lợi từ các đối tác nato bằng cách buộc họ tài trợ cho nỗ lực phục hưng ngành công nghiệp quân sự của mỹ ngành công nghiệp quốc phòng mỹ đã không đạt được lợi ích như thế ngay cả trong chiến tranh lạnh nhà ngoại giao nga cũng cho rằng washington hoàn toàn không nghe các tín hiệu mà moscow đã phát đi